cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị ngay sau đây là phần nội dung chi tiết liên quan đến vụ cháy xưởng sang chiết ga tại huyện Thường Tín Hà Nội đại diện Ủy ban Nhân dân huyện này cho biết một trong ba nạn nhân bị thương đã tử vong do vết thương quá nặng đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín nói người tử vong là ông m c theo báo cáo từ công an huyện, người này tử vong vào lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 3 tại bệnh viện bỏng quốc gia. Được biết thêm, ông C là người mượn đất ở xã Khánh Hà để làm nơi sang chiết ga trái phép. Cũng theo vị lãnh đạo, trong số 3 nạn nhân trong vụ cháy tại xã Khánh Hà, huyện Thương Tín, ông C là người bị thương nặng nhất, sau đó đã tử vong. Hai người còn lại là người làm thuê cho ông C, bị thương nhẹ hơn. Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 3, tại khu vực xưởng tạm ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, xảy ra vụ cháy. Sau khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hà Nội điều hai xe chữa cháy, một xe tải chở phương tiện đến hiện trường. Cùng đến đám cháy, có lực lượng chữa cháy của trung tâm 5 thuộc PC07, công an thành phố Hà Nội tới chỗ dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và tìm kiếm các nạn nhân đưa đi cấp cứu. Theo lãnh đạo huyện Thường Tín, vụ cháy xuất phát từ một chiếc ô tô chở ga rồi lan sang nhà xưởng. Khu vực cháy là xưởng tạm của ông GVP cho ông C thuê để làm nơi sang chiết ga trái phép. Vụ cháy làm hai ô tô bị thiêu rụi, trong đó có một xe bồn chứa ga. Hiện trường có khoảng 100 bình ga loại 12kg và khoảng 20 bình ga loại 42kg. Khu vực xưởng tạm bị sập hoang tàn sau vụ cháy.